Em chỉ đó là thượng thôi chứ em chưa biết cái gì hết. Thì chị đóng cái đó đâu được mười mấy phần đoạn hãng phim TFS. Chị đóng xong một tuần, chị đòi tiền liền, cách xê chỉ là 4 triệu. Quay vừa xong nó tiền liền ba. Là coi như là em phải ứng tiền của em với em cù. Em bảo em cộng thêm 6 triệu mua chị cái iPhone X4 trời để thưởng. Là phải lỗ, lỗ luôn. Thì đúng rồi. Lỗ trắng luôn. Lỗ trắng luôn. Dạ. Chứ bây giờ em thích nghệ thuật hay là em thích kinh doanh vậy? Em thích kinh doanh hơn đúng không? Em thích kinh doanh hơn. Cái cột mốc đáng nhớ là khi mà khởi nghiệp như thế nào em còn nhớ không? Thật ra cột mốc mà để khởi nghiệp thì phải nói là làm spa nhiều hơn là mấy cái lặt vặt. Ba em cũng động viên lại cho làm phát triển thoải mái. Rồi nghe nói là cái thời gian này em xin ba nghỉ học nữa hả? Tại vì thật ra là từ nhỏ là em đã... Đại học không giỏi đúng không em? Học cũng khá nhưng mà lười học lắm, đi học cũng như là cực hình. Giọng đẹp đó mẹ, lười học lắm. Cái gì con cũng biết hết trơn vậy đó. Biết chớ rồi, con có Facebook mà, theo dõi. Em nó đẹp quá à. Thì đó. Thì nó đẹp, nó xinh cho nên rằng là ba cũng sẽ rất là vất vả. Năm lớp mấy xin ba nghỉ học? Vất vả. Dạ, em cũng học hết lớp 12, vô đại học rồi bắt đầu mới xin ba nghỉ học. Lúc đó làm sao anh Tiến? Chị nói với em là con muốn xin đi làm đó, ít nhất phải có bằng đại học mới dễ xin đi làm. Vừa nói xong buổi sáng là buổi chiều chị nói chị xin đi làm được liền. Em không ngờ luôn, chị xin vô bệnh viện thẩm mỹ. Có nghĩa là ta cần những cái bạn mà ngồi nghe lễ tân giống như gọi là hàng mẫu vậy đó, đẹp sẵn. Rồi thế là... Đi làm. Đi làm, đi làm giờ sáng em vẫn nấu cơm em chở tới đó. Trời ơi, thiêu nha. Chiều vẫn về, y chang vậy. Nhớ tháng lương đầu tiên là nhiêu tiền không em? Dạ, tháng lương đầu tiên là 5 triệu. Rồi lấy cái tiền đó làm sao? Dạ đi mua xe. Dạ đi mua xe. Hả? Rồi con bé này cũng đời nó iPhone với xe không vậy? Được rồi, gài vô hỏi có mua cho ba không? Định rớt cái mắt hiểu không? Bé mua xe. Dạ mua xe gớt. Chính là diễn viên, đạo diễn Hữu Tiến cùng con gái của mình. Xin mời anh à. Chào Tiến. Chào bạn. Khỏe không? Khỏe. Dạ. Chào bạn, chào con. Ô, con gái xinh quá. Dạ con chào cô, chào chú. Tôi là Hữu Tiến và kế bên là con gái Thi Tiên. Xin chào tất cả các bạn đang xem chương trình. Công việc của em hiện tại là gì? Dạ hiện tại là em làm skin care về spa, anh về thẩm mỹ với lại tham gia một số hoạt động nghệ thuật cùng với ba. Cắt sữa rồi đó, muốn làm gì nữa? Không mà con vừa nói rồi. Hả? Con muốn làm gì nữa? Nhờ em mới làm luôn nè. Thôi mẹ làm sao đó, trẻ hóa da cái liệu trình này khoảng bao nhiêu lâu em? Dạ cái này là phải làm về máy móc với lại kết hợp thêm căng chỉ. Hết rồi mẹ ơi, bây giờ máy móc phải căng chỉ mẹ rồi. Tức là luồn cái chỉ vô rồi gịch đó rồi kéo rồi mai. Mẹ. Cái đó tranh thiêu chữ thập, con này là mình làm nhẹ nhàng, ta thẩm mỹ nhẹ nhàng thôi mẹ ơi. Mẹ tả thẩm mỹ gì sợ quá à. Bây giờ mà anh Tiến đẹp cái gì? Đây. Ê nó đẹp thiệt nha anh Tiến nha, nó căng nha. Đôi khi thấy nếp nhăn ngay mắt thôi nhưng mà cái vùng da đó, vùng da đúng căng. Là cái vùng da nó vẫn còn. Dạ. Con cũng đẹp mà. Mẹ làm sao á? Con căng sữa nhiều lắm. Anh Tiến ơi, là bé Tiên là con thứ hai con của thứ anh Tiến. Hai. Dạ. Rồi sao anh Tiến khi mà có bầu rồi sao cuộc sơ, lúc đó khó khăn sao anh Tiến kể cái vụ mà mới cấn bầu đi anh Tiến? Chắc là tại do cái cơ thể, cái cơ địa của bà xã em á yếu. Cho nên là cứ bắt đầu hơi có bầu là nó có những cái vấn đề để mà bác sĩ nói rằng là thai yếu, bác sĩ nói là không ổn lắm. Dạ. Thì anh mới nói thôi ráng đi, ráng được tới đâu hay tới đó. Mà lúc cấn bầu chị biết không, cái em nghe là người ta, tại em thấy có nghĩa là sao con mình cứ chuẩn bị đứa nào nó cũng có vấn đề về thai kỳ hết. Cho nên là người ta mới nói em chứ thôi đi cúng đi. Thì em mới nghe lời em đi lên trên núi bà Đen ở Tây Ninh á. Hồi đó không có cáp treo như bây giờ, đi bộ lên. Thì em lên em dám nói cho con xin một đứa thứ hai này là một đứa con gái đẹp thiệt đẹp rồi sao cũng được. Em nói đơn giản vậy thôi. Thì anh xin người ta đẹp thiệt đẹp mà anh xin đơn giản. Nhưng mà muốn sao cũng được, muốn không có để ý cái câu muốn sao cũng được. Sao cái câu gì mà kỳ vậy? Lúc đó là em hoàn toàn không nghĩ gì hết. Tới chừng khi bắt đầu sau thì nói chung là cũng trầy trụa rồi đủ được 5 tháng mấy thì bắt đầu lại quậy là này nọ kia, bà xã bây giờ bà chịu hết nổi muốn lấy ra.
Thì bác sĩ nói là không có nên, được dưỡng được tới đây rồi thì thôi ráng đi. Ráng được tới đâu hay tới đó. Là hành hả anh? Nó vừa hành mà nó vừa yếu nữa. Có nghĩa là nằm một chỗ. Là... rồi đúng ngày ngày 24 tháng 10 là ngày tối trời tối đất là bắt đầu bà xã phải chuyển bụng. Dạ. Tối trời tối đất luôn hả? Tối trời tối đất hình như đúng đó là nhật thật. Gì quái xuất hiện tối trời tối đất. Nó thui mày à. Đen ta. Đó. Cái em mới nói em cũng đang buôn bán ở ngoài chợ, cái em cũng nói bán luôn. Ngoài chợ đó anh chưa làm nhân viên hả? Lúc đó đã làm rồi. Ủa, sao làm buôn bán rồi. Gì? Thì nói chung là kinh doanh vàng. Kinh doanh vàng. Kinh doanh vàng. Trời. Làm bán vàng ngoài chợ hả? Đúng rồi. Tức là vừa làm diễn viên. Nhắc là bán ngoài chợ, buôn bán ngoài chợ, tưởng bán rau bán cá. Hỏi kỹ vô bán vàng. Cái cũng nói chứ thì cho con của con nó thêm ngày nữa đi. Chứ thôi ngày hôm nay tôi thui không có hên. Rồi cũng râm ran cho tới 20 phút của ngày hay rạng sáng ngày 25 là chị ra. Có nghĩa là chị ấm ức là của ngày 24 đó chị ra. Ra đúng 7 ngày sau má chị tưởng đâu đai luôn, bị điện giật. Lý do gì điện giật? Anh mới đẻ xong đi đâu mà điện giật vậy? Thì lúc đó là đi bán. Rồi cái mới đẻ xong 7 ngày đi bán hả? Không, em là đi bán, không có ai ở nhà hết. Bà đi vô nhà tắm biết sao bà bị điện giật, cái bà nằm. Cái bao nhiêu người báo ra thì mọi người cứ ôm ra mà vẫn bị điện giật. Cứ cô dao luôn mà điện vẫn còn giật ở trong người. Mọi người lấy cái mền xốc bà ra là thì mới phát hiện là cái cọng dây chì ở trên nhà người ta rớt ngay cái nhà tắm của mình. Mà hồi đó trong nhà tắm mình cái thời đó là còn mấy cái cọng kẽm thì để dắt mấy đồ lặt vặt linh tinh phụ tùng đó. Nhưng mà chả biết sao đó. Khi bắt đầu mà chữa lại hoàn toàn là mất sữa, là chị lại không có sữa bú. Thì sau đó cho tới đúng thôi nôi là hai chồng chia tay. Thôi nôi hả? Là một tuổi đúng không? Đúng rồi. Tuổi đó. Nó có nhiều cái sự thay đổi kinh khủng luôn. Thì anh đi sinh anh nói sao cũng được, có đẻ bởi đẹp. Bởi vậy sao cũng được. Ủa anh, cái biến cố mà sao hai vợ chồng mà chia tay thì thường em thấy là con này theo mẹ. Cái bản thân em có con hay con nó đu theo mẹ không? Thì đúng là vậy. Thì hồi nhỏ đó là theo mẹ. Nhưng mà sau đó thì có một khoảng một thời gian thì có một cái vấn đề tế nhị. Thì giao lại cho ba, là cho em. Nhưng mà đúng ra là nhờ bà ngoại. Bà ngoại chăm hai đứa nhỏ cho tới khi bé này nó bắt chuẩn bị nó lớp 6. Khi tụi nó còn nhỏ đó thì em ra ngoài em ở, nhưng mà sáng em vẫn đưa rước tụi nó đi học. Rồi chiều em về, em vẫn rước nó về, em vẫn tắm rửa, rồi cắt móng tay, rồi dạy học này nọ, xong còn 8-9 giờ là em mới đi. Cứ thế. Cho tới khi bắt đầu chị là chuẩn bị lớp 6, bằng vậy nó thôi. Nó lớn rồi, thấy mặt nó ngộ quá. Tao sợ lắm. Thằng trai thì tao không sợ nó có bầu, nhưng mà con gái tao sợ. Cho nên là mày mang nó về, canh nó cho kỹ giùm tao nghe. Nó đi đâu mày phải đi theo nó. Chị tin không? Có nghĩa là em ở nhà thuê, thì trường của chị học ở đâu thì em sẽ thuê nhà gần đó. Còn như vậy là từ cái lúc mà con ở với ba con là cứ phải thay đổi nhà liên tục. Cho tại khi tới cấp 2 rồi phải tới cấp 3. Thì đúng rồi, tại khi em ra là coi như là em không có cái gì hết. Ủa gì kỳ vậy, lúc đó bán vàng mà giờ chia tay không còn cái gì luôn anh? Bao nhiêu chuyện nó ập tới, không còn cái gì hết, tan tác hết tất cả mọi thứ. Ra trống nuôi con luôn, nuôi hai đứa. Giỏi quá. Ủa mà lúc đó là anh đã đi phim nhiều đúng không Tiến? Đi phim rất là nhiều rồi. Vui lắm mà ngoại đó nha. Bây giờ về nha, tao không có nói nhiều. Người tao rõ ràng thẳng thắn lắm. Tiền học tiền ăn của hai đứa nhiều cưa đôi. Tiền học bà tiền... ngoại cũng có điều kiện đúng không? Bà ngoại có điều kiện, bà ngoại cực kỳ có điều kiện sợ. Cho nên bà ngoại nói chia đôi. Mày nữa tao nữa. Tiến đi quay đi rồi ở nhà với bà. Không, có nghĩa là khi không nó về nó ở với em thì bản thân em là phải nhốt nó ở nhà. Nhốt nó ở nhà? Thì đúng rồi, bắt đầu khi nó lên lớp 6 là chị nghĩ nó bao nhiêu tuổi? Bắt đầu là trổ mã rồi, dạ. Thì em đăng ký cho học ở trường ăn cả ngày. Xong rồi chiều sáng là em nấu cơm, mang cái gà mên theo chị đi học. Thậm chí cho tới khi chị Tiến đi làm. Sáng Tiến dậy Tiến nấu. Có một chương trình anh nghe anh Tiến nói là anh nấu cái một cái nồi gì mà anh để trong tủ lạnh được 4-5 ngày ăn dần dần đúng không? Đúng rồi. Nấu bỏ trong tủ lạnh xong rồi múc ra hâm tới hâm lui. Con, ba nấu rồi ăn ngon không con? Dạ ngon con. Ngon hả? Ngon chứ. Rồi ở nhà nhốt vậy anh, rồi bao nhiêu lâu anh mới thả con bé ra? Tới lúc mà nó học hết lớp 12. Nhưng mà nhỏ này anh biết duy trì số phận lắm. 15 tuổi nó đi học về thì ở trường, ở lớp nó mấy cái đứa bạn nó có nói ê nhà tao có bán kinh doanh son, mày lên Facebook mày két xong rồi mày bán được rồi tao đi mà tiền lời. Và bắt đầu chị làm điều đó. Bắt đầu chị bán được là bắt đầu tới quần tới áo. Có là chị nó kinh doanh online từ lúc đó rồi. Rất là có hiếu, rất là thương ba, muốn đỡ đần cho ba. Nó có học trường mình không Tiến? Không có học trường mình. Cứ mỗi một lần mà tới chị nghỉ hè là cái nỗi khổ của em. Bởi vì nghỉ hè chứ không đi học, em vẫn phải đi làm. Cái cách giải quyết của em là bởi vì em cũng quen nhiều đoàn phim. Thì cái mình xin
cái là phim cổ tích thì đó đóng vai mấy con quỷ nhỏ, con của Lôi Bình đó, đỏ đỏ tóc đỏ đỏ, chị thấy cứ cho chị đi chị cứ trải một cái thời gian hè của chị, rồi bắt đầu chị lớn chút xíu tới bà Hạnh Thúy bà hốt và nói đem vô đóng kịch truyền hình thì em đưa vô, rồi lớn tí bắt đầu chuẩn bị tốt nghiệp lớp 12 thì có cái phim đóng vai con em, làm cứ đưa vô cho trải nghiệm mà vui lắm chị. Có nghĩa là hết lớp 12 là em hứa, em nói là thôi để bà thưởng, em chỉ nói là thưởng thôi chứ em chưa biết cái gì hết. Thì chị đóng cái đó đâu được mười mấy phần đoạn hãng phim TFS. Chị đóng xong một tuần, chị đòi tiền liền, cách xê chỉ là 4 triệu. Quay vừa xong nó tiền liền ba. Là coi như là em phải ứng tiền của em với em cù, em bảo em cộng thêm 6 triệu mua chị cái iPhone X 4. Trời để thưởng. Là phải lỗ, lỗ luôn. Thì đúng rồi. Lỗ trắng luôn. Lỗ trắng luôn. Dạ. Chứ bây giờ em thích nghệ thuật hay là em thích kinh doanh vậy? Em thích kinh doanh hơn đúng không? Thích kinh doanh hơn. Cái cột mốc đáng nhớ là khi mà khởi nghiệp như thế nào em còn nhớ không? Thật ra cột mốc mà để khởi nghiệp thì phải nói là làm spa nhiều hơn là mấy cái lặt vặt. Ba em cũng động viên lại cho làm phát triển thoải mái. Rồi nghe nói là cái thời gian này em xin ba nghỉ học nữa hả? Tại vì thật ra là từ nhỏ là em đã... Đại học không giỏi đúng không em? Học cũng khá nhưng mà... lười học lắm, đi học cũng như là cực hình. Giọng đẹp đó mẹ, lười học lắm. Chuyện gì con cũng biết hết trơn. Biết chớ rộn, con có Facebook mà. Thôi giỏi. Em nó đẹp quá à. Thì đó. Thành nó xinh, nó đẹp, nó xinh cho nên rằng là ba cũng sẽ rất là vất vả. Năm lớp mấy xin ba người nghỉ học? Vất vả. Dạ, em cũng học hết lớp 12, vô đại học rồi bắt đầu mới xin ba nghỉ học. Lúc đó làm sao anh Tiến? Chị nói với em là con muốn xin đi làm đó đó. Ít nhất phải có bằng đại học mới dễ xin đi làm. Vừa nói xong buổi sáng là buổi chiều chị nói chị xin đi làm được liền. Em không ngờ luôn, chị xin vô bệnh viện thẩm mỹ. Có nghĩa là người ta cần những cái bạn mà ngồi nghe lễ tân, giống như gọi là hàng mẫu vậy đó, đẹp sẵn. Rồi thế là... Đi làm. Đi làm, đi làm giờ sáng em vẫn nấu cơm em chở tới đó. Trời ơi, thiêu dữ rồi. Thiêu vẫn về, đi trang vậy. Nhớ tháng lương đầu tiên là nhiêu tiền không em? Dạ, tháng lương đầu tiên là 5 triệu. Rồi lấy cái tiền đó làm sao? Dạ, đi mua xe. Dạ, đi mua xe. Hả? Trời, con bé này cũng đời cái iPhone với xe không vậy? Gài vô hỏi có mua cho ba không? Định rớt nước mắt hiểu không? Bé mua xe. Dạ mua xe góp nhưng mà ở cái chỗ bán xe cứ là mua xong tặng cho 5 tờ vé số rồi giờ trúng hết 5 tờ. Chiếc xe 37 triệu mà trúng 36. Có nghĩa là gì nè, chiếc xe 37 triệu lấy 5 triệu của chị, em sẽ đưa vô 5 triệu, bà ngoại sẽ cho 5 triệu là 15 triệu. Ha, là đi ứng trước, còn là chị góp ít thôi là bản thân chị phải tự góp. Thì đó. Thì cái ngày mà đi lấy xe á, người ta tặng 7 tờ giấy số nè. 5 tờ. Thì chị bốc 5 tờ hả? Chị bốc xong về tối nó trúng luôn. Bốc xong về tối nó trúng luôn. Trời ơi. Trúng gì biết không? Có như chỉ sai một tờ độc đắc thì chị có nghĩa là trúng cái đó là hình như là sai một số là độc đắc. Ủa mà chủ xe cho hay em hay là ai chủ cho? Chủ xe cho. Chủ xe cho. Ủa chứ em mua xe có ai cho em đâu hay là thấy cái đẹp cho? Em mua ở Honda. Xong rồi ở đó có chương trình. Cái coi như là đi đổi cái là coi như trả lời cho ba, trả lời bà ngoại chỉ lời được nguyên chiếc xe. Trời chị hên quá, chị mới khởi nghiệp rồi chị hên quá. Trời dễ sợ luôn. Đó trời, rồi xưa đi học sao anh chỉ đẹp đẹp rồi đi học có bị đánh lộn quanh năm suốt tháng. Là chị đánh ta đánh quýnh người rồi. À chị đánh người ta, chị đánh lộn với con trai không à? Bé này cố có giữ từ nhỏ rồi. Có đâu, thật ra là lúc nhỏ giỡn rồi cô, xong rồi. Mà mấy bạn hay mét cô mét thầy á, xong rồi mời phụ huynh. Tôi quýnh người ta. Quýnh luôn. Thì bây giờ vô cái là cô giáo nói anh ơi bây giờ anh coi là con gái anh chứ sao đánh lộn với con trai không à. Thì anh mới nói chứ bây giờ mấy thằng trai đó làm sao hay không. Vấn đề là tôi biết là học trò thì cũng chọc qua chọc lại quẹo tới quẹo lui. Nhưng mà cái người khi cuối cùng á là cái người chiến thắng thuộc về gái anh, cho nên tôi đành phải mời anh lên. Có học võ không con? Tức là đánh rừng đó hả? Nhiều khi chắc mấy bạn cũng nhường hết cô. À vậy hả? Quá trời. Vấn đề không phải là cô nói là vấn đề đánh lộn, mà cô nói là nó là con gái. Mình phải tiết chế lại cho nó để cho nó nữ tính chút. Mà mình biết cái nết con nhỏ này nó thuộc dạng nữ tính rồi. Thử bây giờ đi em mà mời nó đi ăn đi, làm sao thấy nó ăn rất là thoải mái, nó không có xin về. Ồ không có nha, cái này kể thêm nha. Ăn làm hồ anh. Tự nhiên. Nó không phải như là mà sao tướng đẹp vậy, ăn thoải mái sao tướng em đẹp ơi, vậy. Em ơi, 2 giờ sáng còn có thể gõ cửa kêu anh làm đồ ăn cho nó đó. Vậy đó hả? Khoan. 2 giờ sáng thì con, bụt con không tự nấu thì sao là ba phải nấu? Quen vậy đó. Hả? Cho đến bây giờ con vẫn cứ nhõng nhẽo vậy. Bây giờ hồi nhỏ thì chưa làm được nhưng mà lớn bắt đầu như vậy là cái thôi theo cái thói quen, thích được phục vụ. Không, thói quen là nhõng nhẽo với ba con nó bụng quá à. Thì thôi, ba ra nấu mì cho ăn thôi. Tại vì con chiều quen rồi. Con vẫn với ba, tại vì ba chiều con quen rồi. Nhưng mà con bé này chắc cũng lì.
Hả con? Lì lắm chị ơi. Chắc em duy rồi. Nhất em đánh chỉ một lần. Có nghĩa là khi bắt đầu chị vô là cái trận đó là đánh lộn hơi căng. Cô giáo như mẫn vốn, em về em làm hỏi lý do tại sao. Thì em hỏi mà không chịu nói. Em quất một cây cũng không nói, em quất thêm cây thứ hai không nói, quất thêm cây thứ ba không nói, cái em giận quá quýnh thêm gần 10 cây xong em bỏ em đi không nói luôn, không khóc mà không nói, tới khi em đi bắt đầu mới khóc ở ngoài đấy, mày giết nó chết luôn đi, nó khóc ở nhà kìa, nó sợ tại sao hồi nãy con cướp mắt còn nó không khóc, tao đâu biết, bây giờ mày hỏi nó đi, là xách đồ đi luôn, em kiếm muốn chết. Ủa bỏ nhà đi luôn anh? Bỏ nhà đi luôn. Năm mấy tuổi anh? Lúc đó là bắt đầu lên lớp 6 đó. Trời ơi, 13-14 tuổi đó. Rồi mới lớp 6 rồi, đâu có lộn, nó bỏ nhà đi luôn rồi. Thôi đó, đó, là đánh nó trận đó là nó nói là em không có tương, nó là bỏ nhà đi luôn đó. Đi bao lâu? Lúc em đi đâu em? Đi đâu? Thì cũng đi công viên. Em đấu hoài không được. Thì tụi nói là tiền này là không đi học. Trời ơi. Thì em mới hỏi rằng là hôm nay là nghỉ học là gồm có những ai. Đó, ha. Em rà lại xong thôi, những đứa này có bạn chung với Ti hay không. Bắt đầu đứa này học trò sẽ nhiều chuyện, bắt đầu cái mò cho tới nhà có mấy đứa kia. Đó, nhà mấy đứa kia xong cái mấy bà kia cũng khóc lóc đầy nọ nọ kia. Mà em nói bây giờ là đi với ai? Nó nói là tôi không có nói cho anh biết, tại nếu tôi nói cho anh biết á, con tôi nó không về. Cho nên tôi kêu con tôi về thôi, thì chắc chắn là nó sẽ đi về chung với con anh. Đó, cứ vậy đó mà ra cuối cùng về được đó chị. Trời ơi, mệt mỏi. 12 giờ đêm. Không, cái cảm xúc anh lúc chứ khủng khiếp anh Tiến. Trời ơi, nói sao luôn, là sao muốn chết luôn. Vậy hả anh? Là lần đó tới nay là không dám đánh được. Không dám đánh được. Cái lúc la chị không anh? La. La vẫn la. La xong la vẫn la chứ. Con mình mà vẫn la mà bắt đầu là la nặng cái... Rồi sau này cái la nhẹ. La nhẹ rồi. Và càng lớn thì mình phát hiện một điều là... Chị tự có trách nhiệm với nỗi sai của chị. Có là chị sai chị sẽ tự sửa. Chứ mình mà làm quá chỉ là chỉ lì. Ví dụ như là chị thích tình hay là chị làm ăn không được hay gì là chị về chị khóc hay là chị kể mà không có. Tất cả những quyết định của chị là chị quyết định hết. Mẫu quán ốc là con sẽ tự mẫu quán ốc. Thôi con gan dữ vậy con. Rồi mẫu quán ốc nó thành công không? Cái tiền mà ốc là ở đâu ra? Tiền bà cho mở. Bà Hoài, lúc đó là... bà Hoài hả? Dạ đúng rồi. Lúc đó là mới có vừa đúng 18 tuổi. Xong rồi... Không có hùng với ai đúng không? Dạ chưa, lúc đó là chuẩn bị nghỉ học. Mà mới có cái quyết định trong đầu thôi chứ chưa nói phải hết. Thì mở quán trước để chứng minh cho việc mình nghỉ học là đúng. Mở quán mà trời banh lắm. Xác trụ được bao lâu em? Dạ tầm 3 tháng. Tại nó thích ăn ốc. Thì đi ngang thấy mấy quán ốc là đông. Nó nghĩ là đông sẽ dễ kiếm tiền. Mà nó đâu biết rằng là quán ốc là phải kèm theo bia. Chị có tin có những cái đêm mà em ngồi mà cái quán đối diện đêm nhìn sang quán đó, em không bước chung vô quán đó nha ha. Em ngồi mà cho tới 2-3 giờ sáng em thấy còn 1-2 bàn le que mà nó ngồi nó gục lên gục xuống để chờ những cái người đó đi để mà nó dẹp. Rồi sau đó rồi bắt đầu á, nó phải tự chạy xe về rồi em đi đằng sau lưng đó, em không nói tiếng nào hết. 1 tháng chờ như vậy. Mà chị biết không, sáng thì em phải đi dài qua em đi quay. Coi như là em chỉ ngủ được đâu 2 tiếng. Thì 7-8 giờ là phải lên trường em dạy, không đi dạy thì phải đi quay. Là nó như cổ cò thì em cũng là đây là cò con hay là cò cha. Hai người ốm xanh xương rồi mà em không nói tiếng nào hết. Em chỉ theo dõi cho thôi. Rồi bắt đầu cái chiều hôm đó em nhảy vô em phủ, canh chừng để cho nó có thời gian nó ngủ. Em canh bắt đầu từ 11 giờ đêm để cho nó có thời gian nó ngủ để nó đi học. Sáng nó còn đi học, còn em thì sáng phải đi dạy. 3 tháng chờ chỉ biết là xác em còn gì nữa. Nhưng mà em cũng không nói tiếng nào hết. Nó không nói tiếng nào hết, kinh mà. Kinh cho tới khi banh thôi. Mà có điều là em chưa bao giờ nghe nó than. Nó có thất bại nó cũng không than, nó có buồn nó cũng không than. Có thể là nó vô trong phòng nó đóng cửa nó khóc gì không biết. Mà với mình thì là ở ngoài là bình thường. Tới giờ ăn nó vẫn ăn. Nó mở cơm cái là ăn. Là giải quyết cho ăn xong hợp đồng muốn làm gì làm. Trời ơi. Nói chung là từ đó giờ những cái số mà tham gia đây cái lần đầu tiên mà ba mà kể tội con mà nhiều như vậy luôn mẹ. Từ trước giờ ta vô ta giấu anh, ta dụ ta kể á, ta kể cũng mé mé. Còn anh là thuộc dạng quạch tẹt luôn rồi đó. Anh thuộc dạng mà canh vui hết rồi đó. Kể hơi lời. Kể lời. Nãy giờ là hả chương trình là con tôi vô tội, chứ này là ba kể hết tất cả tội lỗi của Tiên luôn. Không biết ở nhà ba có tật xấu gì không Tiên? Nhiều lắm chú. Nhiều lắm rồi, thôi chú. Sao là tật xấu ba là cái gì nè? Em đòi nuôi mèo. Xong rồi cái không cho, bảo là nói là bây giờ một là mày đem con mèo về là tao đi ra dọn nó khỏi nhà. Vui cái giọng con mèo. Tôi tiến để lộn con mèo gì đó, xong rồi đem mèo về xong về thương con mèo hơn luôn. Mà bữa anh có đi, anh đi không? Dạ không, nó có đi đâu. Anh thương ngày đầu tiên là đã thương con mèo luôn rồi. Con mấy mèo? Con nuôi 3 con. Đây em nói chị nghe chuyện cái chuyện mua bán nữa.
nuôi một con xong xuống cái đem một con về để cho nó phối, xong xuống bắt đầu anh phối ra một con mà đúng rồi, mà nó đẻ một lần là mười mấy con, năm con, hai đợt là chỉ bán được luôn. Con nghĩ gì cũng bán ha, ghê trời, nó bán được hết. Em nói gì nha, quần áo nó nha, nó bận được qua một lần rồi, nó đăng trên Facebook quần áo này mình đã bận qua một lượt, em không nói gì hết, nhưng mà em nhìn vô đó, mình bận qua một lượt rồi bán lại hết, nó bán được hết chị. Rồi sao ba còn tật xấu gì nữa không em? Ba hay quên. Ba hay quên. Dạ. Ba hơi đản trí xíu. Rồi đản trí qua đản trí rồi. Hơi đản trí xíu. Dạ. 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 Một câu hỏi nhiều khi hỏi 10 lần. Cái đó là một cái cố tật của người lớn tuổi đó, rồi tiếng. Nhưng mà thật ra là mấy đứa nhỏ nó đâu có biết. Đúng rồi, nó không hiểu nhỏ được là mình vậy. Thí dụ như mình chở đi chơi, ba ơi, sao cái này nó cứ xoay vòng hoài vậy ba, cái chị thấy mấy cái trò chơi ở đầm sen rồi nó quay vòng nó, thì người ta gắn điện vô thì người ta chơi vậy thôi con, tại sao vẫn cứ này cái vẫn vòng có gì đâu mà chơi, thì cũng thích vậy đó. Có một câu hỏi nó vẫn hỏi mình 10 lần, có những câu hỏi thậm chí họ vẫn hơn 100 lần mình vẫn vui vẻ trả lời. Xong giờ ba hỏi lại, bây giờ mình hỏi lại có thể là bạn ấy không vui. Em thuê có nghĩa là cái nhà liền hai căn chắc cái chữa một cái khoảng sân rất là rộng, mình sẽ share tất cả mọi cái với lại hiểu cái rồi. Nhà kế bên hiểu rồi hiểu rồi. Đúng rồi, tức mà lỡ là... người ta cũng đi làm sao đâu, phải người ta ở nhà canh mình suốt đâu. Ủa trời, anh Tiến ở nhà thuê bao nhiêu năm anh Tiến? Em không tin luôn, bữa em coi chương trình đó em mới biết đó anh Tiến. Và thật sự em coi em rất là xúc động luôn á. Chắc là mỗi người đó là cái số. Dạ. Khi em hồi nhỏ thì em ở với mẹ thì không phải là ba của mình. Thì nếu mà ở với ba thì không phải mẹ của mình. Thì khi em lớn lên lập gia đình thì em ở rể. Chị nghĩ đi, thì khi mà ở rể, khi ly dị thì em bước ra đời em ở nhà thuê. Rồi. Mà trong khi hồi đó chỉ biết cái nghề của mình mà, cho dù mình có cố gắng như thế nào mà với một thân một mình thì làm sao mình mua nổi nhà em, chi phí mình là hai đứa con nữa. Yeah. Mặc dù là bà ngoại nói rằng là nửa thì nửa nhưng mà trách nhiệm mình phải biết chứ. Yeah. Đó, cho nên cứ thế nó cứ vậy thôi cho tới khi giờ phút này thì em vẫn ở nhà thuê. Còn bây giờ nó làm được thì nó để dành nó dụm được. Em có nói với Ti như vậy nè, yeah, chị. Bản thân ba giờ ba cũng không đòi hỏi phải có một cái nhà cho ba. Em tuy rằng miệng em nói là nhà cho em thật là, nhưng mà cái thâm tâm của em á nha, em nghĩ bây giờ em ở nhà thuê tới khi em chết chả sao hết trơn á, em chỉ muốn là cho bạn một căn nhà định. Bởi vì bạn quá cá tính, em sợ lỡ như bạn giống như mình, bạn không có được hạnh phúc gì với ai đó thì bạn phải có cái phần của bạn để bạn không có phải phiền lụy tới người khác. Không, em là em cá tính với ba hả? Dù người yêu em có cá tính gì không bé? Không, thì nó quýnh tùm lum tùm la. Quýnh bạn trai quá. Dạ, quýnh người yêu mà em. Không có. Không, bé chuyện nhỏ nhẹ mà, đúng không? Tới giờ phút này thì em không muốn bạn thay đổi gì hết. Yeah. Bởi vì anh đã biết đây là một người của gái thuộc dạng cá tính. Bạn tự đi lên bằng cái con đường của bạn mà bạn chọn. Bạn kêu vào thang, bạn biết cái sai của bạn, bạn tự sửa theo con đường của bạn. Bạn nghĩ đây là một người phụ nữ tự chịu trách nhiệm cuộc đời mình. Yeah. Cho nên em chỉ ok. Bạn như vậy thì cứ để bạn như vậy thôi. Em không có mong bạn thay đổi gì hết. Chỉ mong rằng là bạn hạnh phúc theo suôn sẻ như cái mà bạn mong muốn. Thì trước giờ em là người chắc không thể hiện tình cảm bao nào, ôm anh, hôn anh, đụng anh. Chưa bao giờ hồi nhỏ em có. Trời, chị nghe, hồi nhỏ em đi quay nghe là coi như áo của em là phải để lại. Đắp, nó nghe hơi em thì nó mới ngủ. Mà lớn lên là không thể hiện tình cảm. Nhỏ này kỳ vậy. Sao kỳ vậy em? Nhõng nhẽo thì có. Nhõng nhẽo thì có. Tới bây giờ vẫn nhõng nhẽo. Không bao giờ nó thương ba, không bao giờ nắm tay ba. Không bao giờ có nắm tay. Thường thường vậy chứ. Nhưng mà cho tiện. Ta ngủ gõ cửa. Không ba. Đi với con. Hồi như hai người bạn vậy đó hả? Từ đó đi với con xong xuôi hỏi mua cái gì. Mua cho ba món quà, ba thích cái gì trời. Thường thường thôi được rồi Ti. Rồi nó dắt em vô một cái. Cuộc đời em chưa biết hàng hiệu là gì. Một cái đôi giày lui. Cái gì đó, cái gì gai vậy. Đầu là dắt đi mua Louis Vuitton trước. Trời, xong rồi nó nói là bây giờ á ba bắt đầu ba đi trang phục kiện. Của ba không có liên kết với nhau cho lắm, không dính đúng không đó, cho nên là sẽ ghét. Có đi. Một vài cái em đang nhìn đôi giày mà em hết hồn, rớt nước mắt anh. Trời ơi, ổng thôi cứ tự nhiên thấy ngay cái ton cái gỡ lên nhìn vô hi 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 vậy đó, trong tài khoản vậy đó. Tin vậy đó, mày xử đi, mày xử đi, mày ép con này, con nó nói đi, nói gì mà nó ép gì, nó nói với ba nó cái điều gì đi, con thấy cái con này nó có cá tính nó tao sợ. Nhân chương trình này em có cái lời nào mà đó giờ em chưa thể hiện với ba hoặc là chưa nói với ba thì ngày hôm nay với bộ giả bộ nói thử được không? Em với ba giống như là hai người bạn chứ cũng không có khoảng cách. Ở gần nhau quá, cái sự liên kết nó hiểu nhau hết, cho nên không cần phải nói gì nhiều. Những cái gì vút vách trong gia đình là sẽ đối mặt nhau nói chuyện, chứ còn không có ba ơi con thương ba quá hay là ba thương con quá này, nó không có mấy cái chuyện đó chị. Không có. Buồn đời chị tính tin thôi. Hơi sụ mặt xuống xíu là tiên rồi vui lại. Có thể là con có một số cái
Con làm ba buồn nhiều, nhưng mà con nghĩ là qua những cái câu chuyện đó mà cha con có nhiều kỷ niệm hơn với nhau. Bây giờ lớn con cũng khác rồi, không còn như ngày xưa nữa. Con nghĩ là ba cũng nhìn thấy điều đó. Thì con mong là hai cha con sẽ cố gắng hơn trong năm nay và những năm tới. Đuổi sau này có chồng rồi có bỏ ba mình không hay là rước ba vợ luôn? Anh nghĩ sao? Anh thì nghĩ vậy nè, anh không có ở chung với đứa con rồi hết, tánh anh khó lắm. Bởi bản thân anh là cái đứa này là đứa anh cưng nhất, anh nói thiệt. Cưng à? Mà nếu mà nói động tới con anh không chịu. Đúng rồi. Mà chắc chắn là con mình nó sẽ xa, cho nên thôi tốt nhất để cho vợ chồng nó ở chung với nhau đi. Lâu lâu thăm mình là được rồi, em nghĩ hay là vậy. Dành nuôi cháu? Em không dành nuôi cháu luôn. Hay mướn. Em không dành nuôi cháu luôn. Mua nhà kế bên em, có cái cửa không gió đó, hiểu không? Cho anh ngó qua. Không, con nghĩ là ba sẽ thích nuôi cháu. Đó đâu. Đó đó cái ý đó là coi như nó đẻ xong rồi mình nuôi đó. À, cảm ơn anh Tiến, cũng như là cảm ơn Tiên ngày hôm nay đã tham gia chương trình.